Kính chào quý vị và các bạn. Và bây giờ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Họp thường niên Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam lần thứ 42. Hai bên đã có một năm hợp tác thành công trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính được giao, dù hoạt động khai thác và kinh doanh dầu khí gặp nhiều khó khăn. Nhìn lại một năm nhiều thành công của khu vực kinh tế tư nhân, năm 2020, mục tiêu khu vực kinh tế này sẽ đóng góp 50% GDP cả nước. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 1, cuộc họp thường niên Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam lần thứ 42 đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit. Tại kỳ họp này, hai bên đã nhất trí đặt ra mục tiêu mới cho thương mại song phương của năm nay, đồng thời sẽ xây dựng chiến lược hợp tác giữa hai nước trong thập niên mới này. Hai bên thống nhất đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong năm 2019 cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo và thương mại đầu tư. Trong đó, đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Lào tiếp tục đóng góp tích cực cho kinh tế xã hội của Lào. Về thương mại, kim ngạch song phương đã vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong năm vừa qua, tăng trên 12% so với năm 2018. Hai bên tiếp tục phối hợp tốt trong triển khai các ưu đãi của các hiệp định trao đổi thương mại, tạo thuận lợi cho phương tiện hàng hóa qua lại biên giới, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và hội chợ triển lãm. Đánh giá cao các bộ ngành của địa phương và doanh nghiệp hai nước đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên tất cả lĩnh vực giữa Việt Nam và Lào. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thonglun Sisulit đã nhất trí một số nội dung hợp tác quan trọng nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả hợp tác, hướng tới thực hiện thành công kế hoạch hợp tác năm 2020 và phấn đấu hoàn thành tốt chiến lược hợp tác 10 năm từ 2011 đến 2020. Hai thủ tướng cũng nhất trí xây dựng chiến lược hợp tác 10 năm và hiệp định hợp tác 5 năm giai đoạn tới theo hướng đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Hai ủy ban hợp tác liên chính phủ cũng nhất trí đẩy nhanh việc kết nối giao thông giữa hai nước, trước mắt là tập trung nghiên cứu xây dựng và nâng cấp tuyến đường kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và kết nối với khu vực trong dự án phát triển giao thông vận tải các nước ASEAN và tiểu vùng Mekong mở rộng. Hai bên cũng nhất trí nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam sẽ dành ít nhất 1.000 suất học bổng và tiếp tục cử giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Lào, đồng thời hỗ trợ kinh phí để đào tạo dự bị tiếng Việt 4 tháng tại Lào. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau về xây dựng chính sách, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường nguồn thu ngân sách, đi cùng với đẩy mạnh về hợp tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ và làm tốt công tác biên giới, cũng như tăng cường quan hệ đối ngoại song phương, đi cùng với ủng hộ, phối hợp lập trường của nhau và hợp tác trên các diễn đàn đa phương, trọng tâm là ASEAN. Năm 2019, chúng ta đã hợp tác toàn diện và thành công trên tất cả các mặt. Năm 2019, có tổng mức viện trợ ở Việt Nam tăng gần 19% đối với Lào và đã giải ngân hết số vốn hợp tác. Thương mại và đầu tư là nổi bật nhất. Số dự án đầu tư mới vào Lào tăng lên, Việt Nam là nước thứ ba có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đô la Mỹ vào Lào năm 2019, và thương mại hai nước đã vượt 1,25 tỷ đô la, vượt mức mà hai nước đã thảo luận, góp phần mang lại niềm tin của hai đảng và nhân dân hai nước, mang lại cái hiệu quả thiết thực cho hai đảng và nhân dân hai nước chúng ta. Chúng tôi cũng đã thảo luận phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều năm 2020 tăng ít nhất là 15%. Việt Nam tiếp tục mua điện của Lào, tăng cường kết nối giao thông vận tải, nhất là Việt Nam và Lào kết hợp để làm một nước không có biển thành một nước có biển thông qua Việt Nam. Trong kỳ họp này, hai bên đã trao đổi và nhất trí cùng giải quyết và đổi mới việc tổ chức và triển khai các dự án, bảo đảm chất lượng, cũng như tạo ra bước đột phá để có hiệu quả cao hơn theo đúng tinh thần mà hai chính phủ đã nhất trí. Bằng kết quả này, chúng ta có thể tái khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục được tổ chức triển khai để đạt được kết quả. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ,
giữ gìn, phát triển và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ này. Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thonglun Sisulit, hai bên đã ký 9 văn bản hợp tác. Trong đó có thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa hai chính phủ trong năm nay và biên bản của kỳ họp này. Với nỗ lực tái cấu trúc, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhằm phát huy cao nhất các nguồn lực, năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính được giao. Đây là kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động khai thác và kinh doanh dầu khí gặp nhiều khó khăn và thách thức. Năm 2019, sản lượng khai thác dầu trong nước đạt 11,07 triệu tấn, vượt 648.000 tấn, tương đương vượt 6,2% so với kế hoạch chính phủ giao. Tổng doanh thu toàn tập đoàn năm 2019 đạt 736,2 nghìn tỷ đồng, vượt 123,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 20% kế hoạch năm, tăng 17% so với năm 2018. Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn năm 2019 đạt 108 nghìn tỷ đồng, vượt 20,5 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm. Tất cả các chỉ tiêu của tập đoàn đều về đích trước kế hoạch năm từ 2 đến 60 ngày. Câu chuyện nó không chỉ dừng lại ở cái chỗ là hoàn thành kế hoạch trước 2 tháng và đằng sau ấy là góp phần cho tăng trưởng kinh tế đất nước. Đằng sau ấy là đóng góp rất có ý nghĩa cho ngân sách. Năm 2019 cũng ghi một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vinh dự đảm nhận trọng trách Tổng thư ký Hội đồng Dầu khí các quốc gia Đông Nam Á ASCOP nhiệm kỳ 2019-2024. Sự kiện này thể hiện sự hội nhập sâu rộng, vai trò tích cực của PVN và các đơn vị thành viên trong cộng đồng dầu khí khu vực Đông Nam Á, cũng như vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong ASEAN. Với vai trò là tổng thư ký thì Việt Nam sẽ lên những cái chương trình để cho các nước cùng nhau nhận biết là điểm mạnh, điểm yếu của mình là cái gì, những cái thách thức chung của chúng ta là gì, cơ hội hợp tác chung là cái gì, để mà cùng nhau bắt tay mà thể hiện được cái vai trò cũng như là vị thế của ASCOP trên cái bức tranh năng lượng tổng thể của cả thế giới. Là năm thứ tư PVN thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Tuy nhiên, 2019 cũng là năm mà thị trường dầu khí có nhiều biến động, giá dầu giảm. Song với ý thức trách nhiệm của tập đoàn cũng như sự hỗ trợ kịp thời, sát sao của Đảng, Chính phủ, PVN đã giữ vững niềm tin, bình tĩnh vượt khó, thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch nhà nước giao. Bắt đầu từ quý 3 thì tập đoàn yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch. Và cho thời điểm hiện nay thì về cơ bản các kế hoạch của các đơn vị đã được lãnh đạo tập đoàn xem xét và có văn bản chấp thuận. Chúng tôi thì tin tưởng là với cái mục tiêu chiến lược rất rõ ràng, với sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là sự năng động của tập thể lãnh đạo PVN, sự nỗ lực của cán bộ nhân viên và với quyết tâm cao như truyền thống của những người đi tìm lửa thì chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch 2020-2025. Với những thành tích đã đạt được trong năm 2019, tin tưởng rằng trong năm 2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ dầu khí thế giới. Thưa quý vị, theo tinh thần của Nghị quyết 10 thì năm 2020, khu vực kinh tế tư nhân sẽ đóng góp một nửa trong tổng GDP. Đây là mục tiêu không nhỏ, nhưng sau 2 năm thực hiện nghị quyết này, sự trưởng thành của khối kinh tế tư nhân đã cho thấy là mục tiêu này là hoàn toàn có thể thực hiện được. Trong năm qua, số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục với hơn 138.000 doanh nghiệp, hầu hết thuộc khối kinh tế tư nhân. Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp là 12,5 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây. Dự báo sức khỏe tốt hơn của các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. Khối kinh tế tư nhân đã bổ sung khoảng 4 triệu tỷ đồng vốn cho nền kinh tế trong năm qua, cho thấy vai trò ngày càng lớn và khẳng định sự đúng đắn trong tầm nhìn của Nghị quyết 10. Kinh tế tư nhân được quan tâm nên sức bật ngày càng lớn, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Theo sách trắng Việt Nam 2019, cứ 10 đồng tăng trưởng thì có hơn 4 đồng từ khối tư nhân, và cứ trong 10 người lao động thì có hơn 8 người đang làm việc trong khối kinh tế này.
Xuất khẩu của khu vực kinh tế tư nhân trong nước cũng tăng khoảng 18%, cao hơn nhiều so với khu vực đầu tư nước ngoài FDI. Và có thể thấy là nghị quyết 10 đã mở lối khơi dậy nguồn lực của khu vực kinh tế này mà trước đó chưa được quan tâm đúng mức. Kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế Việt Nam. Năm vừa qua là năm có rất nhiều biến động, nhưng chính trong hoàn cảnh đó, tính linh hoạt, chủ động và sự nhanh nhạy của tư nhân lại được phát huy tối đa. Sản phẩm nhựa sinh học tự hủy, một phần quan trọng của lời giải cho bài toán rác thải nhựa đang làm đau đầu cả thế giới. Chỉ một số ít các tập đoàn lớn trên toàn cầu nắm giữ bí quyết này. Nắm được công nghệ này là nắm được tương lai. Thế nhưng những gì các bạn nhìn thấy đang diễn ra tại Việt Nam. Một trong những sáng chế quan trọng nhất về sản phẩm này đang nằm trong tay một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Khi hoạt động nghiên cứu phát triển đấy chính là cái tương lai của tất cả các cái doanh nghiệp. Nếu mà chúng ta không có một cái sự quan tâm thích đáng và một sự đầu tư trong tương lai thì cái định vị trong tương lai cũng như sản phẩm trong tương lai của các cái doanh nghiệp nó cũng sẽ không bắt kịp cái xu thế của thế giới. Yếu, nhỏ bé, thiếu công nghệ, kinh tế tư nhân đang nỗ lực mỗi ngày để thay đổi những suy nghĩ này. Trên con đường đó, sự đồng hành khuyến khích của cả xã hội là động lực lớn để tư nhân phát huy nội lực phát triển. Đây cũng chính là tinh thần của Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế tư nhân. Đảng ta xác định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và cũng là lần đầu tiên Đảng ta xác định kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ thì Đảng ta luôn luôn quan tâm đến việc chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng một đội ngũ doanh nhân Việt Nam thực sự có ý thức chính trị, có lòng yêu nước, có lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có ý chí tự lực, tự cường, gắn bó với lợi ích của quốc gia, của dân tộc, với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự phát triển của mỗi doanh nghiệp tư nhân, mỗi lĩnh vực đã và đang góp phần quan trọng mang lại nội lực cho nền kinh tế. Khi có nội lực thì nền kinh tế mới ngày càng tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập và dám vươn xa ra thị trường thế giới. Trong quá trình đó, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực mà doanh nghiệp tư nhân nắm giữ đang vươn lên dẫn đầu, làm thay đổi toàn diện lĩnh vực đó. Có phải đi xa không cô? Lần đầu tiên tôi mới đi cho nên là không biết các cô thông cảm. Nhiều hãng bay, nhiều hãng vé, người dân có thêm nhiều lựa chọn. Nếu trước đây đi máy bay là xa xỉ, thì nay ai cũng có thể sử dụng khi mà sự tham gia của tư nhân vào lĩnh vực vốn được coi là sân chơi độc quyền của kinh tế nhà nước. Bây giờ là giá thành máy bay là bây giờ chúng tôi như làm ruộng như chúng tôi là cũng đi được. Không đắt đỏ như mọi năm là chúng tôi không có điều kiện để đi máy bay. Sự tham gia mạnh mẽ của tư nhân đã làm thay đổi toàn bộ bộ mặt của ngành và thay đổi cả thói quen tiêu dùng của xã hội. Sự thay đổi cũng diễn ra nhanh chóng với ngành du lịch. Doanh nghiệp du lịch có đến khoảng 90% là tư nhân, nên có thể nói phát triển du lịch cũng là phát triển kinh tế tư nhân. Tư nhân tham gia sâu rộng vào lĩnh vực này và góp phần kiến tạo nên hướng đi cho ngành. Cái ngành du lịch thì phải xây dựng một cái đề án ngắn, trung và dài hạn để nó phù hợp với cái định hướng phát triển du lịch bền vững để trong cái sự phát triển chung của nền kinh tế. Thế còn cái trung hạn ấy là anh bắt đầu phải nghĩ đến là cái du lịch bền vững và tích lũy. Còn cái dài hạn ấy, anh phải nghĩ đến là xây dựng những cái mà người khác không có được để sau này chỉ có anh khai thác thôi. Năm 2019, du lịch Việt Nam đón 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 720.000 tỷ. Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam liên tục được cải thiện trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, xếp hạng thứ 63 trên 140 nền kinh tế. Khối tư nhân đã tham gia rất là tích cực, tham gia rất là chủ động trong cái việc triển khai, xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật về kinh doanh lưu trú, kinh doanh hàng không là những cái nền tảng. Và những cái khu vui chơi giải trí mà đẳng cấp thế giới thì đấy là nó làm cho thay đổi cái diện mạo của và hình ảnh của du lịch Việt Nam trên mặt đồ thế giới. Có sự nỗ lực từ khối kinh tế tư nhân, sự đồng hành của nhà nước đã mang lại kết quả khơi dậy được nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế Việt Nam.
Những đóng góp ngày càng lớn của khối kinh tế tư nhân có sự quan tâm, nỗ lực không nhỏ từ các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ đầu năm, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân đã được tổ chức và trong suốt năm qua là Diễn đàn Doanh nghiệp, Doanh nhân Tư nhân hiến kế để hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế. Tất cả những hành động cụ thể này cho thấy tiếng nói của doanh nghiệp tư nhân đã và đang được lắng nghe và thấu hiểu. Sự thay đổi và quyết tâm thay đổi này đang đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế trong thời gian qua và chắc chắn sẽ của cả những năm tiếp theo. Xin được chuyển sang một thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện và thu giữ 3 container hàng từ Trung Quốc gian lận xuất xứ do công ty Superform địa chỉ ở Bình Dương đứng tên nhập khẩu. Qua kiểm tra, hơn 4.000 bao nệm nhãn mác ghi rõ là Made in Việt Nam do công ty này sản xuất, đồng thời ghi tên nhà nhập khẩu là doanh nghiệp có địa chỉ ở Hoa Kỳ. Như vậy, công ty đã nhập khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam với mục đích chuyển tải bất hợp pháp sang tiêu thụ tại thị trường Hoa Kỳ. Hiện Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành các thủ tục và lập biên bản vi phạm xử lý theo quy định. Nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin. Thưởng Tết Nguyên đán năm nay bình quân một tháng lương gần 7 triệu đồng, tăng hơn 7% so với năm trước. Cận Tết, tình hình buôn lậu hàng trăm con lợn không rõ nguồn gốc qua biên giới phía Tây Nam diễn biến đang ngày càng phức tạp. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 1 tại chương trình Tết Sum Vầy do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao 100 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động các cấp cần tiếp tục chăm lo hơn nữa tới đời sống vật chất tinh thần, lắng nghe nguyện vọng và cùng doanh nghiệp giải quyết kịp thời để mọi công nhân đều yên tâm sản xuất, gắn bó với nơi làm việc của mình. Cùng ngày, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tới thăm và tặng quà một số gia đình người có công và trao 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên phối hợp với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam khai mạc lễ hội Tết Việt Nam năm 2020 với chủ đề Cội nguồn và hôm nay. Lễ hội Tết Việt 2020 hướng tới tôn vinh những nét đẹp của văn hóa và ẩm thực Việt Nam, quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn. Đến với lễ hội Tết Việt 2020, người dân và du khách được giới thiệu những phong tục, những giai thoại về ngày Tết cổ truyền của Việt Nam qua nhiều hoạt động tái hiện lễ Tết đa màu sắc như triển lãm, sân khấu hóa các câu chuyện huyền thoại, thưởng thức các món ăn đặc sắc khắp 3 miền đất nước và trải nghiệm các trò chơi giải trí hấp dẫn ngày Tết. Khoảng 22.000 doanh nghiệp báo cáo dự kiến thưởng Tết bình quân một tháng lương, tức là vào khoảng 6,7 triệu đồng, tăng hơn 7% so với năm trước. Năm nay, doanh nghiệp có tiền thưởng Tết cao, tập trung vào các ngành nghề có nhiều lợi thế như là ngân hàng, kiểm toán, điện tử. Còn những doanh nghiệp thưởng khoảng 100.000 đồng, thường là ngành gia công và chế biến. Năm 2019, ngành dệt may có mức tăng trưởng ước khoảng 7,55% so với năm 2018. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành không đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ như kỳ vọng đầu năm. Dù mới thành lập chi nhánh tại Việt Nam năm 2019, nhưng công ty này vẫn cố gắng đảm bảo đủ chế độ phúc lợi theo mặt bằng chung của ngành để đảm bảo giữ chân công nhân. Chúng tôi cũng tiến hành là thưởng tháng lương thứ 13 cho toàn bộ nhân viên. Đây cũng là một cái chiến lược để giữ chân người lao động. Bởi vì nếu mà chẳng hạn như là chỉ vì cái kinh doanh của doanh nghiệp nó không sáng sủa lắm mà chúng ta lại cắt giảm được cái phần thưởng thì cái biến động về lao động sau Tết nó sẽ khá là rủi ro. Đối với lĩnh vực sản xuất gia dụng, dù cạnh tranh lớn với sự gia nhập của nhiều thương hiệu ngoại, tuy nhiên doanh nghiệp nội vẫn đảm bảo lương thưởng nhờ doanh thu gấp đôi những năm trước. Tối thiểu nhất thì mọi người cũng sẽ phải nhận được một tháng lương thứ 13. Còn những cái cán bộ nhân viên mà công nhân viên mà có cái kết quả tốt hơn thì có thể nhận thêm được khoảng 2 đến 3 tháng lương. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, thời điểm hiện tại vẫn còn khá ít thông tin về lương thưởng do các công ty công bố. Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất gắn với xuất khẩu được cho sẽ có thưởng Tết khá đậm. Mức thưởng năm nay nó sẽ nghiêng đậm về những cái doanh nghiệp nào mà nó hoạt động gắn với đối ngoại, đặc biệt là cái mảng xuất khẩu, nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Bởi vì năm nay là năm mà Việt Nam đạt kỷ lục trên 500 tỷ đô la xuất nhập khẩu. Thời điểm Tết sắp đến, giá thịt lợn trong nước có xu hướng tăng do nhu cầu tăng lên. Lợi dụng vào điều này, nhiều thương lái đã vận chuyển lậu lợn từ Campuchia về Việt Nam theo lối đường mòn, khu vực biên giới Tây Nam.
Nhiều vụ buôn lậu lợn lên tới hàng trăm con đã bị lực lượng chức năng bắt giữ trong nhiều tháng vừa qua. Sông Sở Hạ chảy qua địa bàn huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, tiếp giáp tỉnh Phnom Penh, Campuchia. Từ bên kia sông, heo được tập kết xuống phà, xâm nhập qua biên giới. Chúng thường lợi dụng những địa điểm vắng, thiếu sự kiểm soát của cơ quan chức năng để đưa heo từ Campuchia về Việt Nam bằng xuồng, sau đó đưa lên xe Honda, chở đến địa điểm tập kết, sau đó đưa lên xe tải và đưa sâu vào nội địa Việt Nam. Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, từ tháng 11 năm 2019, các đơn vị đã phát hiện 2 vụ với khoảng 40 con heo vận chuyển trái phép qua biên giới. Còn tại tỉnh An Giang, từ tháng 10, các lực lượng đã xử lý 16 vụ vận chuyển heo nhập lậu không rõ nguồn gốc với trên 400 con. Nhận định của lực lượng chức năng, buôn lậu heo dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý sẽ gia tăng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch và triển khai tới tất cả các đồn biên phòng trên biên giới là ngăn chặn tất cả các cái việc vận chuyển heo từ nước ngoài vào và cái vật phẩm từ heo từ nước ngoài vào vận chuyển trái phép. Đơn vị cũng có phối hợp với các lực lượng chức năng trên biên giới như chủ hải quan, kiểm dịch, rồi công an xã tổ chức thực hiện cái tuần tra theo nghị định 77. Mới đây, tỉnh An Giang đã đề nghị Cục Thú y thẩm định để tiến hành công bố hết dịch tả heo châu Phi. Còn ở Đồng Tháp, nhiều tuần qua cũng đã không còn xuất hiện dịch bệnh. Hiện hai địa phương này đang cử nhiều lực lượng tuần tra nơi biên giới. Bởi để heo nhập lậu vào nội địa, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh sẽ rất lớn, ảnh hưởng đến việc tái đàn sau này. Thưa quý vị, 1.000 đồng giờ ở nhiều nơi có khi chỉ mua được vài cọng hành. Thế nhưng với 1.000 đồng mỗi ngày thì nhiều hộ nghèo đã có mái nhà để che mưa và che nắng. Tại huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk, mỗi ngày, mỗi cán bộ công nhân viên chức sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ để giúp đỡ các hộ nghèo xây mới và sửa chữa nhà cửa. Tích tiểu thành đại, qua năm tháng thì quỹ 1.000 đồng đã giúp đỡ cho hàng trăm hộ nghèo có điều kiện để an cư lạc nghiệp. Một năm trước, để có được căn nhà nhỏ nhưng kiên cố như thế này là niềm mơ ước của chị Lê Thị Chua. Thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, nghề nghiệp không có, lại là mẹ đơn thân, chị Chua phải tảo tần lắm mới nuôi được 2 con ăn học. Nay nhờ nguồn quỹ 1.000 đồng, ước mơ đã thành hiện thực. Nhà nước mà hỗ trợ tôi được số tiền, tôi làm được nhà là nó được chân thành, tôi rất là cảm ơn rất là nhiều. Tại vì với tôi nó cũng quá lớn, tại vì cái cuộc sống mà phải tàn tạo từng gánh chè thì bán chè thì đâu có phải giàu ạ. Cư Mơ Ga là huyện đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk phát động quỹ tiết kiệm 1.000 đồng. Sau 7 năm, quỹ đã vận động được hơn 12 tỷ đồng. Gần 600 căn nhà đại đoàn kết đã được sửa chữa và xây mới, mở ra cơ hội ổn định cuộc sống cho người nghèo. Không riêng gì bản thân gia đình tôi, nhiều mái ấm gia đình sẽ được hạnh phúc hơn và sẽ có khu nhà ngăn trang để đốt một cái Tết mới cho con em ta có một cái nơi ăn nghỉ để học tập. Với cách làm hợp lý, công khai minh bạch và hỗ trợ đúng đối tượng, phong trào thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ người nghèo tại huyện Cư Mơ Ga luôn được hưởng ứng nhiệt tình. Thực hiện cái chỉ thị 05 thì huyện ủy cũng ban thường vụ huyện ủy cũng chỉ đạo là tiếp tục vận động cán bộ đảng viên, công nhân viên trên địa bàn tiếp tục tham gia cái quỹ này. Ngoài ra thì chỉ đạo cho các xã tùy theo cái khả năng của mình thực hiện cái chương trình nuôi heo đất. Với chị Chua và nhiều hộ nghèo ở Cư Mơ Ga, Tết năm nay sẽ là cái Tết ấm áp và đủ đầy yêu thương trong những ngôi nhà mới từ quỹ 1.000 đồng. Và thông tin về quỹ 1.000 đồng tại Đắk Lắk cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc qua ứng dụng VTV Go của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!